Thôi, xin kính mời các vị thư ký chúng ta an toàn. Mời được bỏ về chị. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên, bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đồn Giáo ra sức thi đua thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đặc biệt chào mừng thành công đại hội đảng bộ huyện Đồn Giáo lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Thanh niên trong toàn huyện tích cực tham gia rèn luyện 2020 của ban chấp hành huyện đoàn Đồn Giáo, chương trình phối hợp hàng năm giữa huyện đoàn Đồn Giáo và trung tâm văn hóa truyền thanh truyền hình huyện Đồn Giáo. Kế hoạch số 655 ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Ban chấp hành huyện đoàn Tuần Giáo về tổ chức giải bóng đá truyền thống thanh niên huyện Tuần Giáo lần thứ 8 năm 2020. Hôm nay, Ban thường vụ huyện đoàn Tuần Giáo phối hợp với Trung tâm Văn hóa truyền thanh truyền hình huyện long trọng tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá truyền thống thanh niên huyện Tuần Giáo lần thứ 8 năm 2020. Đến dự buổi lễ hôm nay, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu có sự có mặt của quý vị khách quý, đồng chí Giàng A Dế, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Tuần Giáo, trân trọng lên đình ra gì đó chào. Đến dự với buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo của ban ngành, cơ quan, đoàn thể của huyện, đại diện ban giám hiệu các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, các đồng chí phóng viên truyền thanh truyền hình văn hóa huyện, tỉnh đến dự cổ vũ, động viên và đưa tin về giải đấu, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía các đơn vị đồng hành giải đấu, trân trọng giới thiệu ông và đặc biệt xin chào đón toàn thể tổ trọng tài, các trưởng đoàn, huấn luyện viên, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính mời đồng chí Lê Thị Thanh Thùy, Bí thư huyện đoàn Tuần Giáo, trưởng ban tổ chức lên khai mạc giải bóng đá truyền thống thanh niên huyện Tuần Giáo lần thứ 8 năm 2020. Trân trọng kính mời đồng chí. Trong đoàn viên thanh niên, hội viên toàn huyện, hôm nay huyện đoàn Tuần Giáo phối hợp với trung tâm thư các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói, mỗi cán bộ đảm sức khỏe để xây dựng nước nhà, xây dựng đời sống mới, cần có sức khỏe thì mọi việc sẽ thành công. Thưa toàn thể các đồng chí, chính thức khởi động lại từ năm 2012, trong những năm qua, giải bóng đá thanh niên huyện Tuần Giáo đã từng bước tạo nền móng vững chắc cho bóng đá huyện nhà nói riêng và góp phần không nhỏ vào sự phát triển của phong trào thể dục thể thao toàn huyện nói chung. Giải bóng đá thanh niên, giải đấu diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020 tại sân bóng mini Toàn Hằng. Tại giải đấu này, tôi đề nghị các cầu thủ tham gia thi đấu phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, quyết tâm cao đạt được những thành tích tốt nhất, tạo ra cuộc đua tài sôi nổi để giải bóng đá thanh niên truyền thống huyện Tuần Giáo lần thứ 8 năm 2020 luôn là sân chơi bổ ích, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ về một mùa giải chuyên nghiệp và thành công. Đề nghị tổ trọng tài hết sức nhiệt tình, công minh trong giải đấu, điều hành giải đấu với tinh thần trong sáng, trung thực, công bằng, khách quan, chính xác nhất để tạo không khí thi đấu sôi nổi, lành mạnh giữa các vận động viên góp phần thành công cho giải. Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức giải, tôi tuyên bố khai mạc giải bóng đá truyền thống thanh niên huyện Tuần Giáo lần thứ 8 năm 2020. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức giải, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các huấn luyện viên, các trưởng đoàn, các vận động viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng chúc cho một mùa giải mới thật nhiều thắng lợi. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Lê Thị Thanh Thùy, Bí thư huyện đoàn Tuần Giáo, trưởng ban tổ chức giải. Theo tiếp theo chương trình, tôi Trương Xuân Khánh đại diện cho 400 vận động viên lên giải đấu, lên đọc lời tuyên thệ quyết tâm, xin kính mời. Kính thưa quý vị, tham gia giải bóng đá thanh niên huyện Tuần Giáo lần thứ 8 năm 2020, xin hứa: một, nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy, điều lệ, quy chế của giải, quy định của ban tổ chức; hai, tôn trọng các quyết định của tổ trọng tài; ba, thi đấu với tinh thần trung thực, khách quan, cao thượng, cống hiến những pha bóng đẹp vì thành công chung của giải. Xin hứa. Xin cảm ơn vận động viên Trương Xuân Khánh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các vận động viên, để làm nên một mùa giải thành công thì không thể thiếu đội ngũ trọng tài. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Cao Đăng Tuyên đại diện cho tổ trọng tài giải đấu lên tuyên thệ. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đại biểu quý, kính thưa các đồng chí trưởng đoàn, vận động viên, các động viên của hai đội bóng, hai ba đội bóng, tôi Cao Đăng Tuyên thay mặt cho tổ trọng tài điều hành giải bóng đá thanh niên truyền thống huyện giáo lần thứ 8. Một, tuân thủ đúng quy định nội quy cũng như điều lệ của ban tổ chức. Hai, điều hành trận đấu một cách trung thực, khách quan, vô tư.
và tạo điều kiện tốt nhất cho các đội bóng mà tham gia giải này. Xin thề, xin thề, xin thề. Và tiếp theo sau đây là lễ trao cờ lưu niệm cho các đội bóng về tham dự giải bóng đá truyền thống thanh niên huyện Tuần Giáo lần thứ 8 năm 2020. Kính mời các trưởng đoàn của 23 đội bóng tham dự ngày hôm nay và đại diện tổ trọng tài lên trước khán đài nhận cờ lưu niệm và hoa của ban tổ chức. Xin kính mời các trưởng đoàn. Tổ trọng tài, các huấn luyện viên, vận động viên cùng toàn thể cổ động viên lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt để mở màn giải đấu. Sau đây xin kính mời quý vị đại biểu, các cổ động viên thưởng thức trận khai mạc giữa hai đội khối doanh nghiệp tư nhân FC Liberty và khối trường trung học phổ thông. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng đón xem và thưởng thức. Của khối doanh nghiệp tư nhân Liberty. Thanh niên truyền thống huyện Tuần Giáo lần thứ 8 năm 2020 giữa đội trường trung học phổ thông và trường khối doanh nghiệp tư nhân là đội doanh nghiệp tư nhân Liberty đang ở phía bên tay phải của ban tổ chức và phía bên tay trái của ban tổ chức là trường trung học phổ thông. Để bước bóng rồi và chuyền bóng. Và chuyền bóng vừa rồi không đến chân của cầu thủ số 9. Minh Tú